Chào chị Hình Ảnh Thư, và ngày hôm nay em rất là vui mừng được mời chị quay trở lại kênh YouTube Nghệ Anh Tuấn ạ. Cảm ơn con. Và hôm nay thì chị em mình sẽ cùng trò chuyện với nhau với những cái câu hỏi rất là đời, rất là kinh doanh mà chị đã trải qua trong gần 20 năm làm nghề. Thế thì câu đầu tiên em muốn đặt cho chị đó là cái niềm vui lớn nhất mà chị khởi sự HAT và cho tới ngày hôm nay là gì ạ? Đối với chị á, thì HAT nó cũng giống như là một đứa con tinh thần của mình, là chị đã theo HAT đến nay. Thời gian thì cũng bắt đầu từ khi làm nghề như Tuấn cũng đã nói là gần 20 năm, và HAT cũng thành lập được 16 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà thực hành nghề kế toán làm dịch vụ về thuế thì trong cái lĩnh vực nào cũng vậy, nó cũng có những cái thuận lợi và những cái khó khăn mà mình trong khi làm thì mình sẽ biết được, và sẽ có lý do tại sao mà mình theo nghề. Có thể là con đường học vấn của chị á, thì đã theo cái nghề kế toán kiểm toán, và khi đó khi mà ra trường chị đi làm được hơn một năm ở một cái khách sạn 5 sao, thì chị bản thân trong khi học thì chị cũng đã nắm rất tốt về cái lĩnh vực của mình, và có thể là cũng thế mạnh của mình là chi tiết về những con số, cho nên là mình cũng thích và mình cũng yêu cái nghề kế toán. Và khi đi vào hoạt động sâu và hỗ trợ giúp được cho doanh nghiệp á, thì sẽ có những cái tình huống mà mình cần xử lý, cũng như là nó chia ra tại sao chị lại thích cái lĩnh vực về dịch vụ kế toán với lại lĩnh vực tư vấn thuế, là mình có thể tiếp cận được với lại nhiều mô hình doanh nghiệp, nhiều khách hàng, đa dạng về cái kiến thức mà mình được học. Và mỗi cái doanh nghiệp thì nó sẽ có những cái đặc thù, những cái hạch toán khác nhau. Còn nếu như bạn chỉ là một kế toán, có thể là theo một doanh nghiệp có đi theo lâu dài, thì mình chỉ biết được mô hình một cái công ty thôi, mình không biết được nhiều. Mà bản chất của mình thì có thể là thích học hỏi nhiều cái mô hình, và mình cũng thích học, mình cũng thích khám phá những cái lĩnh vực khác, cho nên là mình đi theo cái nghề này, và đến nay cũng là hỗ trợ đa dạng cho các loại các chủ doanh nghiệp, mà đa phần là các doanh nghiệp nhỏ, để họ sẽ biết được những cái phần mà mình tư vấn có thể là tốt nhất, khi mà mình am hiểu về nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Trong cái nếu nói về mỗi ngành thì nó sẽ có kiến thức sâu rộng riêng, thì đối với cái ngành ngành kế toán và thuế thì cũng vậy. Thuế thì rất là nhiều chuyên ngành, những từng ngành kinh doanh khác nhau thì đặc thù, cũng như là từ cái hạch toán kế toán cho tới cái thuế. Ví dụ như là đối với cái kinh doanh trong cái lĩnh vực bất động sản đi, thì nó cũng chia ra rất là nhiều nhiều việc. Đối với công ty là chủ đầu tư dự án thì cái thuế nó như thế nào đó, tại vì đó là một cái lĩnh vực gọi là đầu tư. Rồi đối với các công ty mà chỉ là thực hiện cái việc là sàn giao dịch, là môi giới bất động sản, thì nó lại khác. Rồi đối với cá nhân tự là nó lại khác. Rồi đối với nhà đầu tư thì nó lại có những kiến thức, đó là riêng đối với cái lĩnh vực bất động sản thôi. Thì những cái lĩnh vực khác nó cũng có rất là nhiều kiến thức mà chị cũng muốn khám phá và học hỏi thêm. Cho nên là chị chọn cái lĩnh vực là đi theo cái dịch vụ kế toán để hỗ trợ cho nhiều loại hình doanh nghiệp là được. Dạ. Vậy thì một cái lĩnh vực tư vấn thuế rất là mới mẻ ở Nha Trang, Khánh Hòa, mặc dù là chị đã làm là gần 20 năm. Nhưng mà là một người, lại là một người phụ nữ, người của gia đình, thì làm thế nào chị quân bình được cái giữa cái lĩnh vực mà nó rất là mới mẻ là tư vấn thuế, và đâu là thuận lợi và khó khăn của chị khi mà chị vừa điều hành doanh nghiệp mà vừa chăm sóc gia đình ạ? Thực ra thì chị cũng là một đứng là một phụ nữ bình thường, thì sẽ có
làm sao để mà dung hòa cân bằng được cái cuộc sống giữa công việc với gia đình. Thì mình cũng không có thể nào mà mình biết được là mình dĩ nhiên là trong cái quá trình làm cũng như là cuộc sống thì mình cần có những cái kế hoạch đó để mà mình sẽ phân bổ cái thời gian cho nó phù hợp, và cũng biết được là cái sức mình tới đâu, mình cần làm những cái việc gì để cho nó tránh cái việc là mình sẽ không thể quân bình được, và từ đó thì nó sẽ đỡ áp lực cho mình hơn, và mình cũng cảm thấy thoải mái trong quá trình mà khi mà mình thực hiện, mình chia sẻ về công việc. Và dĩ nhiên là mình làm thì không thể nào một mình được, sẽ có đội ngũ cùng hỗ trợ mình đó. Thì về gia đình thì Thư cũng có bố mẹ hỗ trợ, rồi hai bạn nhỏ thì đến nay thì cũng đã có thể tự lập một trong một số việc được rồi, thì mình cũng thoải mái hơn và mình dành thời gian cho công việc và có thể là hỗ trợ cái cộng đồng doanh nghiệp trong cái việc tư vấn về thuế, những cái những có thể là những cái buổi chia sẻ như thế này thì cảm thấy rất là bổ ích. Mặc dù là có thể là một số kiến thức của mình chưa bao hàm, chưa rộng hết, nhưng mà mình sẽ trao được nhiều giá trị đến hơn cho các người mà chưa có biết, cũng như là gọi là sợ thuế, nói chuyện đến thuế thì cũng cảm thấy là thôi cái đó nó chuyên môn, với lại cứ làm sao mà mọi người cảm thấy cái việc nó bình thường thì mình cũng thấy thoải mái. Dạ cảm ơn chị, và biết chị cũng mười mấy năm rồi, rất lâu, và Tuấn luôn thấy chị là một cái người luôn ham học tập, luôn thích đi học tập chỗ này chỗ kia, các khóa học, và luôn tìm cái năng lượng cho mình, cái tinh thần cho mình để mà mình có thể là làm tốt công việc, doanh nghiệp, gia đình, rồi sau đó là cái việc mà giao lưu kết nối với các cộng đồng. Vậy thì là một cái thế mạnh, người thế mạnh chuyên về tài chính và kế toán, từ cái câu chuyện học, rồi chuyện làm HAT, thì chị đã áp dụng nó như thế nào về cho cái cá nhân của mình, từ những cái công cuộc là mình đi đầu tư, hoặc những cái công cuộc mình học tập phát triển, mình ứng dụng nó như thế nào ạ? Thật ra thì cũng chị cũng chưa có thể ứng dụng được nhiều đâu. Mình có thể là mình là người ham học, thật sự là Thư thích học, và trong cái khi mà mình tham gia những cái tổ chức về phát triển bản thân, như hiện tại Thư đang tham gia trong cái cộng đồng BNI tại Nha Trang ở Chapter Union ở đây, thì đến nay thì cũng gắn bó được hơn 10 năm với Chapter, cũng như cũng thời đầu với Tuấn khi mà mình vào, thì đó là một cái tổ chức rất là hay về trong việc là vừa phát triển bản thân, vừa phát triển doanh nghiệp, vừa là kết nối các chủ doanh nghiệp với nhau, và nó theo một cái hệ thống rõ ràng, mình cũng có thể là học tập từ đó rất là nhiều đó. Và cái thứ hai nữa là về cái trong cái tổ chức chuyên ngành của mình thì chị cũng tham gia như là câu lạc bộ đại lý thuế của Khánh Hòa, hoặc là những cái câu lạc bộ chuyên ngành về thuế như là Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Đó là những cái nơi mà mình đóng góp về cái ngành của mình, và nó sẽ phát triển sắp tới. Còn ứng dụng về những cái kiến thức á, mà mình học được á, thì mình sẽ thực hành trong cái việc mà mình điều hành doanh nghiệp, cũng như là mình sẽ phân bổ những cái thời gian, rồi có thể nhiều khi là mình cũng thật sự là chưa không hài lòng về bản thân đó, là có những cái mình chưa làm được, và có những lúc thì cũng cảm thấy là đâu đó cũng cần có một cái nơi để mà mình
có thể là chia sẻ về cuộc sống nó thoải mái hơn. Chứ còn hiện nay thì cái công việc nó cũng làm cho có lúc thì mình cũng cảm thấy áp lực. Dạ. Đó, và có những cái thì mình cần học để mà tôi tham gia những cái khóa, ví dụ như là về phát triển bản thân, hay là những cái khóa để mà giống như là ngoài cái việc mà về công việc đi, thì sẽ có những cái khóa học về tâm hồn, về phát triển làm sao để mà cân bằng cái cuộc sống cái thời đại công nghiệp hiện nay. Yeah. Đó. Thì chị cũng học để mà mình quay về bên trong, làm sao để mình có thể vừa hỗ trợ được cho công việc của mình, gia đình của mình, mà vừa phải có một cái tinh thần khỏe mạnh, cũng như là cuộc sống nó sẽ vui vẻ hơn, thoải mái hơn khi mà mình giúp cho mọi người, như là giúp cho chính bản thân mình. Dạ. Em xin phép hỏi cái câu này thì nó sẽ sâu hơn, rồi nó có thể là đôi khi chạm một tí, và chị có thể trả lời được thì trả lời, không thì không sao cả. Đó là chị làm doanh nghiệp cũng gần 20 năm, và em biết chị thì biết rằng là sức khỏe chị cũng không có tốt như một người bình thường. Vậy thì cái sự đâu là cái yếu tố tinh thần, hoặc là đâu là cái động lực để mà chị có thể là vượt lên trên cái vấn đề sức khỏe của mình nó không bình thường, rồi mình vừa làm doanh nghiệp, rồi mình vừa làm cộng đồng, rồi mình lại chăm sóc gia đình. Đâu là cái động lực để mình vươn lên như vậy? Và trong cái hành trình đó, mình được gì, mất gì, và mình chưa được gì, để mình có thể là truyền cái động lực cho những người xung quanh mình mà họ giống như mình, hoặc là họ đang khó khăn, đang tìm chưa có ra một cái con đường. Dạ, em xin mời chị ạ. Như Tuấn cũng biết là sức khỏe của chị không có tốt từ sau khi mà cái tai nạn là năm 2005. Đó, đến nay thì cũng gần 20 năm. Và thỉnh thoảng thì nó cũng làm hạn chế trong cái việc mà mình sinh hoạt, cũng như là đi lại, và mình có thể là mình muốn nhiều hơn, nhưng mà mình vì mình tự hạn chế cho mình ở cái lý do đó, nên là mình cũng không có dám làm gì đó nhiều. Thì cái việc mà dĩ nhiên là đối với công việc của HAT thì nó giống như là một, thứ nhất là cái nguồn sống của mình, thứ hai là mình đã quen với lại cái việc đó rồi. Thì tính chị thì nhiều khi nó cũng chưa có đến mức là mình muốn bứt phá hay là những cái mà nó mạo hiểm. Cho nên là chị vẫn còn ở là an toàn trong cái khu vực đó thôi. Chứ còn nếu như mà để cho chị cái động lực mà để chị làm những việc đó, thì trước tiên thì cũng đã nói là để cho bản thân của mình tốt hơn đó đã. Và như vậy thì con của mình cũng sẽ thấy được những cái việc mà mẹ cố gắng như thế nào, thì nó cũng sẽ biết để mà nó tốt hơn sau này đó. Và cái động lực nó thì đó cũng là một cái mà chị muốn cuộc sống của mình tốt hơn sau này thôi đó. Cái mục tiêu mà mình tham gia nhiều khóa học, mình cũng muốn phát triển bản thân, ai cũng muốn giàu. Mục tiêu thì phải đạt được cái mức tài chính như thế nào đó đến một cái thời điểm hiện tại, nhưng mà đến nay thì mình vẫn chưa đạt được điều đó. Đó, thì mình cũng mong muốn từ đó để mình có cái động lực vươn lên. Dạ, có nghĩa là mình hành động liên tục như vậy vì một á, là mình muốn phát triển bản thân của mình và để tìm tới cái con đường thịnh vượng, giàu có. Và thêm nữa là mình sẽ là tấm gương cho con cái của mình để thấy rằng là mẹ như vậy mà mẹ còn rất là nỗ lực, và các con phải sống làm sao cho nó tốt hơn trong cuộc đời này mỗi ngày, đúng không ạ?
Vậy thì trên cái hành trình mà chị đi tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư, chị đi gặp gỡ, mình đã được gì mà mất gì, hoặc là mình sau những cái công cuộc đó mình có nhận ra cái gì không, với một góc độ là một cái người tài chính kế toán, để mà mình thấy cho bản thân mình là sau này mình sẽ phải thay đổi lại, phải đưa ra những cái checklist nhiều hơn, phải đưa ra những cái KPI trong cái công cuộc đó hay cơ hơn, hoặc là mình có lời khuyên, từ đó mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình để mà những cái người người ta cũng đang muốn đi tìm kiếm cơ hội đầu tư, người ta có những cái gọi là soi xét lại. Dạ. Trong cái lĩnh vực mà như là khi mà từ đầu đến giờ, trong khoảng 10 năm trở lại đây, thì trước đó thì mình chưa có đủ cái tài chính thì mình học tập nhiều, thì sau đó có một cái gọi là kiếm vốn á, thì mình cũng mong men mình đầu tư đó. Nhưng mà trong cái quá trình đầu tư thì mình cũng có một số thành công, là giao dịch có lời về những cái bất động sản nhỏ. Nhưng mà trong cái quá trình mà khi mà mình đầu tư thì như là mình thực hành, thì mình sẽ biết được, mình sẽ trải được là mình có được những cái được gì và mất gì. Rồi khi mà mình được thì mình biết được những cái giao dịch đó nó có tiềm năng hay không. Rồi hồ sơ pháp lý về dự án đó, có thể là ban đầu mình có trước đây á, chị không có, nhiều khi mình cũng đầu tư theo cảm xúc đó, có một số bài học là mình chưa có nắm rõ về cái mức. Tuy nhiên là mình chỉ thấy là giờ với cái khả năng tài chính của mình như vậy thì mình chỉ đầu tư mức đó, mà mình không có được những cái kiến thức mà ví dụ như là mình sẽ biết là bất động sản đó 3 năm sau, 5 năm sau nó sẽ như thế nào, đi về đâu. Mình chưa có được những cái đánh giá như vậy đó, cho nên là nếu như mà có lời chia sẻ đối với những nhà đầu tư thì cần nên tìm hiểu rõ hơn về dự án, cũng như là về nếu như mà cái dự án nào mà mình đầu tư thì mình phải tìm hiểu pháp lý rõ ràng. Yeah. Rồi cái tiềm năng của nó như thế nào để mà mình để đầu tư tốt hơn. Nếu mà cho chị nhớ lại một cái phi vụ nào đó mà được và mất, thì chị sẽ nhớ vào cái nào vậy để chị có thể chia sẻ cảm xúc nhất, có thể là mất nhiều nhất hoặc là được nhiều nhất. Nếu như mà một về bên lĩnh vực bất động sản thì chị có thể là chia sẻ ở một cái dự án mà chị đầu tư nó gọi là được nhiều nhất á, là cái dự án An Bình Tân. Thì dự án An Bình Tân là chị có tham gia hai cái lô đất, tuy nhiên là cái mức lãi suất nó, lợi nhuận nó không được cao lắm. Nhiều người có thể là kỳ vọng là x2, x3, x5. Anh Phương Triệu Phú là x5 đó. Đó, nhưng mà là chị thì chắc là nằm ở tầm khoảng chưa tới 0x5. Đó, là một cái dự án đầu tiên ở cái khu mà khu B phía. Yeah. Bên mà cái đó là của dự án UD. Đó là cái thời đầu tiên. Còn đối với dự án Bình Tân thì được cái là pháp lý như vậy, cho nên là mình giao dịch nó cũng nhanh. Yeah. Và nó cũng nói chung là khá là ổn. Còn cái dự án mà coi như là vì mình không có nắm rõ cái pháp lý, cũng như là nói chung cũng khá nhiều, không tiện kể ra đây, nhiều khi nó sẽ đến nhiều. Vâng. Vấn đề. Dạ. Vậy thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái chuyện là trong cái chị làm kinh doanh đi, thì trong quá trình mình làm như vậy thì mình có những cái lời khuyên nào dành cho những cái người bạn trẻ đang khởi nghiệp,
hoặc những người mà vẫn đang đi muốn tìm kiếm cái sự ổn định cho doanh nghiệp. Vì một cái công ty mà trải qua hơn 16 năm thì không hề dễ để nó hình thành, để nó tồn tại, để nó phát triển và nó câu chuyện là nó sẽ bền vững. Vậy trong quá trình đó, chị rút ra được những bài học gì? Và đặc biệt thì em thấy hiện nay ở Khánh Hòa mình rất nhiều bạn trẻ đang khởi nghiệp. Và như chị thấy ở các hội doanh nhân Khánh Hòa, hội BNI, rất nhiều những cái người chủ doanh nghiệp trẻ. Thì với kinh nghiệm của chị thấy rằng là chị đã có những cái kỹ năng nào, kiến thức nào chị có thể cho lời khuyên để cho mọi người có thể là biết đâu nó trùng với mình để mình có thể làm tốt hơn cho công việc kinh doanh của mình ạ. Dạ. Hiện nay thì dĩ nhiên là cái lực lượng các bạn bắt đầu khởi nghiệp và kinh doanh rất là nhiều, để mà làm sao trong cái quá trình mà kinh doanh á, dĩ nhiên là các bạn phải phải học, dĩ nhiên là học những cái liên quan tới, thứ nhất là về kiến thức về quản trị doanh nghiệp. Rồi hiện nay á, thì chị thấy cái việc mà công nghệ áp dụng cái công nghệ số mà bán hàng qua các sàn thương mại điện tử thì cũng rất là tiềm năng đó, và các bạn đi theo cái hướng đó khá nhiều. Và làm sao để mà có kiến thức từ những cái việc kinh doanh trên cái nền tảng số, nó khác với lại kinh doanh truyền thống như thế nào, anh phải có mặt bằng hay là những cái liên quan đến kiến thức về quản trị doanh nghiệp, về thuế, như chị có thể tư vấn cho một số doanh nghiệp. Dĩ nhiên mở một công ty thì rất là dễ. Hiện nay mà chị hỗ trợ mở thành lập doanh nghiệp cho một công ty là 5 triệu 9, mà bao gồm luôn là chữ ký số, rồi hóa đơn điện tử, coi như là tất cả để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động. Yeah. Chữ ký số 3 năm. Nhưng mà cái việc mà để mà anh duy trì và hoạt động cho tốt, cái việc mở nó rất đơn giản, nhưng mà cái việc mà để mà đóng doanh nghiệp thì nó cực kỳ là không đơn giản. Đó, nếu như mà hồ sơ đó mà nó còn những cái vướng mắc chỉ còn một chút thôi thì anh có thể là bị hồ sơ đó nó ngâm lại, bị đình lại, rồi mình sẽ không có được những cái tự do về sau. Ví dụ như là có thể là anh bỏ trôi nó để đó, rồi anh mở một công ty mới cũng được, cái việc đó nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà đến khi mà cần thiết, ví dụ như là anh muốn đi du lịch những nơi này nơi kia, thì lại những nơi mà các nước mà nó có xét về những cái lịch sử về thuế anh kinh doanh tại nước sở tại mà không có rõ ràng thì nó cũng đâu có cho mình đi. Đó, rồi như vậy thì bắt đầu lúc đó mới lo khắc phục lúc đó thì lại là vướng rất là nhiều. Đó, cho nên là cái kiến thức về thuế, về những cái quản trị dành cho các bạn khởi nghiệp là cực kỳ quan trọng. Nếu như mà đã ra kinh doanh thì các bạn còn phải học hỏi và trả giá. Dạ. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ đi tới một cái, đó là cái câu chuyện mối quan hệ đi. Trong với người chủ doanh nghiệp thì làm thế nào để mà một người chủ doanh nghiệp người ta có những mối quan hệ tốt với nhân sự của mình, với những đối tác của mình, với khách hàng của mình, hoặc là với cái cộng đồng mà người ta tham gia, ví dụ là cộng đồng thuế, cộng đồng BNI, các cộng đồng. Thì với là một người chủ doanh nghiệp 16 năm thì chị thấy là mình đã có nhiều mối quan hệ tốt chưa, và với cái quan điểm cá nhân của mình thì làm thế nào để mình có những cái mối quan hệ tốt, xây dựng tốt cho chủ doanh nghiệp? Nhiên là trong khi mà mình thứ nhất là sống cũng như là công việc thì mà cái việc mà xây dựng mối quan hệ cực kỳ quan trọng, và ở đây là xây dựng những mối quan hệ tích cực. Và đến hiện nay thì chị cảm thấy là mình có được rất là nhiều mối quan hệ, những các anh chị trong, thứ nhất là trong ngành thuế, thứ hai là trong cái cộng đồng doanh nghiệp và những cái doanh nghiệp mà mình hỗ trợ. Thì đối với nhân sự của mình nữa đó, thì mình có được những mối quan hệ muốn như vậy thì mình phải trao được cái giá trị gì cho họ đó. Và mình ở đây thì có thể là đối với chị thì chị là thuộc người cũng không có phải là mạnh mẽ và hướng ngoại,
Nhưng mà cái việc chị sẽ chăm sóc cái mối quan hệ đó, và mình cũng cảm thấy cái sự chân tình khi mà mình chia sẻ với nhau. Và mình cũng không có, mình không phải là thuộc cái người là nếu như mà có những cái mối quan hệ mà nó ở mang tính chất gọi là nó quá căng thẳng là chị sẽ tránh cái va chạm đó, và mình thà như chấp nhận chịu thiệt một xíu. Dạ. Để mà mình cảm thấy thoải mái, bình an. Ừ. Mình không có phải là không muốn chơi tranh giành đấu đá căng thẳng đúng không? Chọn bình an đúng không? Bao dung chứ không bung dao. Dạ. Vậy thì chị trong cái quá trình mà chị đi học nhiều á, em thấy là chị em mình đi học rất là nhiều. Và không biết có bao giờ chị ngồi chị nghiệm lại là mình học cái khóa này mình xài được bao nhiêu, có khi mình xài bao nhiêu, rồi mình có thấy là đôi khi tiếc tiếc mình đã quyết định xuống tiền khóa này nhiều quá mà mình chưa vận dụng được nhiều không? Và tiếp tục sắp tới nếu mà có nhiều khóa học nữa thì chị có đi học nữa không? Để mà mình thấy rằng là đôi khi những cái lựa chọn đầu tư cho những khóa học, cho phát triển bản thân rất tốt rồi, nhưng mình chỉ sợ là mình xài không hết. Ví dụ ngay bây giờ em mua cái gì cũng vậy, mình làm chủ doanh nghiệp mà, đôi khi mình đầu tư cái website, mình đầu tư cái công cụ dụng cụ này hoặc là cái phần mềm này kia, mình không ngại đầu tư, nhưng mà mình chỉ tiếc là mình đầu tư xong mình không có xài, vứt bỏ uổng. Hoặc là mình đầu tư đi học nhiều khóa học, tốn nhiều tiền nhưng mà mình về mình không có xài thì nó uổng. Mà hiện nay thì nó có nhiều cái kênh để chúng ta học, ví dụ như kênh YouTube cũng là một cái kênh để học rất tốt, hoặc đọc sách, hoặc là các cộng đồng nào đó đó. Thì không biết là có bao giờ chị ngồi chị nghiêm lại không, chị thấy thôi chắc mà phải đổi cái cách đi tham gia các khóa học không? Có. Dạ. Chứ có những lúc mà chị nghiệm lại chị cảm thấy nhiều khi mình cũng gọi là tham quá, ở đây cũng như là tham, nhưng mà mình chưa ứng dụng được nhiều những cái khóa học mà mình đã bỏ cái chi phí đó ra, rồi sau đó dĩ nhiên là mình ngay cả tiếp theo chị vẫn tham gia khóa học, mà chị vẫn tham gia khóa học về quản trị doanh nghiệp ở đây đó, nhưng mà như những cái khóa học trước đây mà chị tham gia, ví dụ như là trong cái mảng thứ nhất là về marketing đó, marketing online thì cũng học, rồi cũng đầu tư website, cũng thực hành, nhưng mà nó không tới, cho nên là mình cũng cảm thấy là chưa hài lòng về cái việc mà mình ứng dụng những cái khóa học đó vào cái công việc, cuộc sống của mình. Rồi như khóa học về tài chính thì mình cũng sẽ, chị cũng hiện tại chị cũng tham gia một cái khóa học về tài chính trong cái lĩnh vực là định giá doanh nghiệp, để mình cũng biết, và nó sẽ liên quan đến thị trường cổ phiếu, thị trường vốn, và mình mà biết công ty nào nó ở cái mức độ nào thì mình đầu tư nó sẽ hợp lý. Dạ. Đó thì mình phải học, thì mình may ra mình áp dụng thì nó cũng dĩ nhiên là trong quá trình áp dụng sẽ có, không phải là nếu như mà đi đúng theo cái kiến thức mà mình học á, có thể là mình sẽ thắng, nhưng mà nhiều khi trong cái quá trình đó vừa phải lo chuyện này, rồi mình tính toán hay là mình đầu tư nó không có có những khi chị cũng thấy, mặc dù là dĩ nhiên kiến thức nó là như vậy, nhưng mà trong cái quá trình thực hành đó, nó không có đi theo cái kiến thức mà mình học. Có những khi do thị trường, rồi do những cái chính sách, rồi nó có nhiều cái yếu tố khách quan nữa đó, thì chiêm nghiệm thì mình cũng cảm thấy là có những cái mình chưa có ứng dụng hết. Dạ. Nhưng mà cứ thấy có khóa học lại có khi nào mình nghiện học không? Nên là vậy thì bây giờ nè, là một cái người mà luôn muốn bao dung, luôn muốn chọn cái sự nhẹ nhàng, bình an trong cuộc sống, và thêm nữa là người rất là thích học, học rất là nhiều khóa, và cũng đang làm chủ doanh nghiệp rồi lo gia đình, và cái sức khỏe của chị thì nó cũng không có được như bình thường. Vậy thì bây giờ một mớ này chị làm sao chị cân bằng nó, quân bình nó,
để mà chị luôn thấy là mình tối ưu hóa mà trong tài chính thì mình đúng không, trong tài chính trong quan hệ doanh nghiệp là mình nói là mình tối ưu hóa. Thế rồi cách nào để chị tối ưu hóa bản thân của mình, cho bản thân của mình, cho doanh nghiệp của mình, cho cái con đường phía trước của mình ạ? Nó như là mình sẽ ngay cả bản thân chị cũng phải mình sẽ chọn thôi. Đó, sẽ có nhiều ví dụ thời gian mình dành cho gia đình. Đó, cái thời gian nào mình dành cho gia đình thì mình sẽ không làm việc khác. Đó, rồi học cách từ chối nhiều hơn. Ở đây không phải là nói là từ chối những cái gì, nhưng mà có thể là mình chọn cái này thì mình sẽ chấp nhận là mình mất cái kia thôi. Chứ mình không có thể mà mình bao quát được hết được. Đó. Cho nên là thôi thì chị cứ mình cảm thấy là mình bình an và mình thích cái lĩnh vực gì mà mình cảm thấy là mình khi mà mình lựa chọn nó và mình vui với nó thì mình sẽ làm tốt hơn. Đó, chứ còn mình không có có những lúc thì chị cũng thuộc dạng như là quyết định theo lý trí nhiều hơn, trong khi mà bữa hôm như gọi là gì ta, phân tích theo vân tay hả, vân tay giống vân tay hay là bán cầu não á, thì chị thuộc tiếp người não trái là 55% là não trái đó. Thì cho nên nó là mình hay có những cái gọi là hay suy tính nhiều, rồi cái việc mà quyết định một cái gì đó nó cũng mang tính chất an toàn, mình thích những cái gì nó chính vì do cái có thể là cái tính nó như vậy, nên mình chưa có mình cảm thấy như vậy là được đủ rồi, và cứ làm sao để mà nó cân bằng được sức khỏe, mà nó cứ ổn ổn, mà nó cứ đều đều, đừng có những cái vấn đề về sức khỏe thường xuyên á, thì mình sẽ cảm thấy mất năng lượng. Thế thì nhiều thứ như thế thì có bao giờ chị cảm thấy mình bị quá tải không? Mình cảm thấy mình quá đuối sức, quá kiệt sức, quá tải. Và mình lúc đó mình chỉ mong được một cái gì đó mà nó khỏe mạnh thôi. Thì vậy thì những cái lúc mà quá tải như vậy, chị làm thế nào để chị có thể vượt qua, chị phục hồi và tái tạo lại năng lượng để mình bước tiếp trên con đường của mình ạ? Có chứ. Như là có những lúc mình cảm thấy gọi như là đuối trong cái việc là vừa gia đình, vừa công việc, rồi tài chính, rồi làm sao để mà dung hòa các mối quan hệ đối với nhân sự, nhân viên của mình, thì mình có những cái khi nào thì cần phải rõ ràng, và khi nào thì cũng phải cần có những lúc mà mình xử những cái tình cảm để mà nó hiệu quả hơn. Có lúc thì sẽ dùng quy trình để mà nói chuyện với các bạn, nhưng cũng có lúc thì mình sẽ dựa vào cái tình cảm thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Rồi còn đối với gia đình thì nói chung là chị cũng cố gắng mà cân bằng thôi, chứ còn mình không có biết được làm sao để mà nó hiện tại, như ví dụ hiện tại đến bây giờ cũng vậy thôi. Đó, chị cảm thấy là các bạn bây giờ rất là giỏi so với đến như mình hiện tại thì mình không bằng như Tuấn là hồi đó. Như ví dụ chị với Tuấn thường là đi học chung những cái khóa học về phát triển bản thân đó, rồi sau này chị em cũng mỗi người một cái công việc, điều hành một công việc khác nhau, thì chị cũng thấy là mình cũng chưa có đủ tầm. Điều đó đâu có không có phải là vấn đề, vì chị là phụ nữ mà chị được như vậy là quá giỏi rồi. Vì lẽ ra là phụ nữ đôi khi là
phải có một người đàn ông để mà người ta là làm việc và là chỗ dựa, nhưng mà chị là hầu như là chị đang giữ nhiều vai trò, vừa là mẹ vừa là cha vừa là làm đủ thứ, nên như vậy quá tốt rồi. Và em xin được đặt câu hỏi cuối cùng cho cái tập này của chúng ta ở đây, đó là một người phụ nữ đang trong cái bối cảnh của chị, trong cái hoàn cảnh của chị, thì chị nhìn rộng ra, chị có lời khuyên gì dành cho những người phụ nữ ngồi kia, để họ đôi khi họ bị bế tắc trong cuộc sống, đôi khi họ khó khăn trong hôn nhân gia đình, đôi khi họ chưa đạt được cái tài chính như mong muốn, đôi khi họ chưa thấy cái tương lai của mình, đôi khi họ đầu tư họ thua lỗ mất tiền, rất nhiều thứ mà chắc chắn những người phụ nữ ngồi kia người ta đang mắc phải. Vậy thì với cái trải nghiệm của mình, với những gì mình đã vươn lên, mình nghị lực như vậy, thì chị có những cái chia sẻ nào đứng ở một vai trò là người đồng cảm của người phụ nữ để mà chia sẻ cho nhiều người ngồi kia, người ta có thêm động lực, thêm được truyền cảm hứng để người ta vươn lên ạ? Dạ. Đối với góc độ là một người phụ nữ thì chị thì cũng không dám đưa ra những cái lời chia sẻ gì mà nó quá cao siêu. Điều là qua cái trải nghiệm của mình thì mình cũng mong muốn là những người phụ nữ mà có những cái thiệt thòi trong cuộc sống thì mình đừng có tự co mình lại, hoặc là ở đây chị cũng biết một số các chị phụ nữ rất là giỏi trong tỉnh cũng như là ở bên ngoài, thì cũng là mẹ đơn thân, có thể là vươn lên rất là nhiều khía cạnh mà có những lĩnh vực hoạt động kinh doanh cực kỳ thành công. Còn bản thân của chị thì đối với những người phụ nữ thì chị chỉ có chia sẻ là mình tham gia vào những cái cộng đồng mà mình cảm thấy nó phù hợp và mình thích, để làm sao mình cân bằng được cái việc của gia đình đó, và mình sẽ từ đó mình sẽ tạo được cái nguồn tài chính tốt hơn để giúp cho cái cuộc sống của mình nó ổn, và nó cũng là một cái để mà cho hiện tại như chị cũng chưa dám chia sẻ nhiều, nhưng mà dĩ nhiên là mình rất là mong muốn con mình có được những cái môi trường tốt. Thì làm sao mà mình tham gia vào những cái cộng đồng, hoặc là mình tích cực hơn, chứ đừng có cứ thu mình lại rồi xoay quanh trong cái cơm áo gạo tiền, có thể là nó làm cho mình bị mất năng lượng đó. Rồi có thể là những cái hội của những chị phụ nữ có con để chia sẻ những cái vấn đề mà liên quan đến các bạn nhỏ, thì thường thì ví dụ như các mẹ thì cũng có những cái hoàn cảnh, những cái chia sẻ những cái hoàn cảnh gia đình giống giống nhau á, thì sẽ có những cái chia sẻ nó phù hợp hơn. Thì chị cũng mong muốn là như vậy thôi. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Thư dành cho cái kênh YouTube Nguyễn Tuấn ngày hôm nay, và chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an và có cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày nữa. Xin cảm ơn chị và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn Tuấn nhiều.